Ngoại hình to lớn, thể lực sung mãn, hung dữ, phản xạ chớp nhoáng, khứu giác nhạy bén hoàn hảo, cùng sự trung thành tuyệt đối. Loài vật tuyệt vời này nhiều năm nay đã được con người đào tạo để trở thành những chiến binh dũng mãnh. Trên thế giới hiện có một số loài chó được lựa chọn huấn luyện thành chó nghiệp vụ như Labrador, Rottweiler. Nhưng nổi tiếng hơn cả vẫn là những chú chó Béc-dê giống Đức, Nga và Bỉ. Tuy nhiên, để huấn luyện được một chú chó nghiệp vụ tinh khôn, có thể đảm nhận được nhiệm vụ chuyên môn là cả một quá trình khắt khe, phức tạp, vô cùng cầu kỳ. Từ việc lựa chọn giống chó, nhân nuôi, chăm sóc cho đến đào tạo. Trại chó giống khoa chăn nuôi thú y trường trung cấp 24 biên phòng. Từ năm 2003, những chú chó Béc-dê bố mẹ giống Đức đầu tiên bắt đầu được nuôi tại đây để tạo nguồn chó tốt phục vụ huấn luyện. Hiện nay, với số lượng chó bố mẹ khoảng 50 con, hàng năm cho sinh sản 70 chó con là các con lai F1 và thuần chủng R1. Lựa chọn Béc-dê để nhân giống làm nguồn chó nghiệp vụ là sự lựa chọn xuất phát từ những yêu cầu đặc thù của nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. So với một số loài chó khác thì tầm thước to, thế nhưng mà ngược lại khi sức cơ động rất hạn chế. Thế loài chó Béc-dê thì nó lại có sức cơ động rất tốt, rất nhanh nhạy khéo léo trong chiến đấu với các loài động vật và chiến đấu với kẻ thù. Đồng thời là nó có một thể lực tốt, khả năng chấn áp tốt, từ sức uy hiếp rất lớn. Chúng tôi có thể là huấn luyện để hình thành cho nó tất cả các kỹ năng cần thiết trong cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới. Làm thế nào để bảo toàn nguồn gen quý, quy định những đặc tính ưu việt ấy của Béc-dê là bài toán khó đối với các cán bộ ở đây. Cho nên, việc chăm sóc chó giống phải đáp ứng những yêu cầu ngặt nghèo. Chó bố và chó mẹ được nuôi ở hai khu khác nhau, được chăm sóc với lịch sinh hoạt, vận động khoa học, chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Chó được ăn giàu đạm, chó cái cân đối đủ chất, nhất là trong giai đoạn thai kỳ. Khi mà lao tại giống thì chúng tôi theo dõi cái hệ phả của nó rất là kỹ, làm sao là khi mà cho nó phối giống là không để nó trùng huyết, tạo ra những con F1 nó khỏe mạnh. Chó bố mẹ mà mới nhập về mà sinh ra chó con ở Việt Nam thì chúng tôi cái này thì cũng chú ý rất là đặc biệt, vì là nó cũng là cái thích nghi của nó cũng chưa thích nghi nhiều. Do vậy chúng tôi là thường xuyên là có các cách chăm sóc nó chú đáo hơn. Mùa hè, hệ thống chuồng được trang bị chống nóng, còn mùa đông có đèn sưởi. Chế độ chăm sóc đó đảm bảo cho chó luôn có được thể trạng tốt nhất, đủ sức thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới, vốn rất khác biệt với nơi chúng được sinh ra. Chó con có sức khỏe tốt, được chọn nuôi tập trung, sau đó phân tán trong các hộ gia đình. Chế độ dinh dưỡng của chúng cũng được xây dựng công phu theo từng thời kỳ. Chó được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong một tuần đầu, sau một tuần được bổ sung sữa ngoài. 20 ngày bắt đầu cho ăn dặm với các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng để đảm bảo có một thể chất tốt nhất. Từ 6 đến 8 tháng trở đi, chúng bắt đầu bước vào các cuộc sát hạch để đưa vào huấn luyện. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng sẽ được chọn. Đối với mỗi một con chó để mà lựa chọn đưa vào huấn luyện các chuyên ngành, thì cái yếu tố đầu tiên lựa chọn con chó nó phải có cái ngoại hình cân đối, các giác quan phát triển, có hệ thần kinh cân bằng linh hoạt, trọng lượng là từ 30 kg trở lên, thì có như vậy nó mới đủ sức khỏe. Đối với chuyên ngành giám định nguồn hơi thì nó lại có một cái yếu tố nữa, đó là cái cơ quan khứu giác của con chó nó phải có một cái phát triển vượt trội. Chuyên ngành huấn luyện chó chiến đấu về ngoại hình là tốt và to, như vậy thì cái sức chiến đấu nó, cái sức cắn của con chó nó mới khỏe. Hung dữ, đó là một trong những tố chất đặc biệt mà chó Béc-dê sở hữu, cần thiết trong quá trình huấn luyện. Để trở thành những chó nghiệp vụ chiến đấu, tính hung dữ này của Béc-dê được kích thích lên trong các bài tập. Tuy nhiên, nếu so sánh về đặc tính này, Béc-dê không phải là đối thủ của dòng chó ngao và pitbull. Vậy tại sao Béc-dê lại được chọn? Theo dõi một bài huấn luyện phục kích cắn bắt đối tượng của chuyên ngành chó chiến đấu, chúng ta có thể nhận thấy những ưu điểm vượt trội của giống chó này. Việc phục kích đòi hỏi sự yên lặng tối đa. Chó nghiệp vụ được huấn luyện để không phát ra bất cứ tiếng động gì, kể cả tiếng thở hay tiếng rên. Việc phục kích cũng đòi hỏi thực sự kiên nhẫn, bởi thời gian phục kích có thể kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Chó nghiệp vụ phải tuyệt đối tuân thủ theo hiệu lệnh của huấn luyện viên, ngay cả khi đối tượng ngay trước mặt mà chưa có hiệu lệnh, chó cũng không được hành động.
to khỏe. Hệ thần kinh của nó là phải mạnh, mạnh nhưng mà nó phải cân bằng cơ, mà nó phải linh hoạt. Mạnh mà nó không cân bằng thì lại rất là khó đưa vào sử dụng, đưa vào phục kích. Nó cứ kêu oảng oảng thì đâm ra nó lại không thành công. Thế nhưng mà đấy, ví dụ mà nó thần kinh của nó rất là mạnh, nhưng mà đến lúc mà mình đưa vào huấn luyện và mình phát khẩu lệnh cái là nó phải làm theo mệnh lệnh của mình. Đấy là người ta gọi là thần kinh mạnh mà cân bằng, đấy, linh hoạt. Con bác dê này theo mình cảm nhận là nó có đủ những cái tư chất để to khỏe, thần kinh của nó là cũng cân bằng và linh hoạt. Về cơ bản, giống béc dê được lựa chọn bởi chúng có một thể lực tốt. Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu huấn luyện, thể lực của chúng phải được thường xuyên rèn luyện và nâng cao, đảm bảo sức bền. Các bài tập vượt vật cản từ đơn giản đến phức tạp, tập bơi, hành quân dã ngoại trong các điều kiện thời tiết khác nhau cho phép chúng nâng cao khả năng chịu đựng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở các điều kiện khắc nghiệt như khu vực biên giới, hải đảo. Theo nghiên cứu, khứu giác của béc dê đặc biệt tinh nhạy, cho phép nó có thể phát hiện nhanh chóng hơn 3.000 mùi hơi khác nhau. Tuy nhiên, chỉ có những con chó có khứu giác hoàn hảo mới được lựa chọn để huấn luyện theo chuyên ngành giám biệt nguồn hơi. Có khi trong số vài trăm con, chỉ chọn được một. Do trong điều kiện khí hậu nước ta, những bệnh về đường hô hấp rất phổ biến với loài chó. Công tác huấn luyện với chuyên ngành này cũng đòi hỏi sự bài bản và đặc biệt công phu. Chúng tôi sẽ luyện tập từ dễ đến khó và từ đơn giản đến phức tạp bằng các bài tập chuyên ngành để phục vụ. Để huấn luyện thành công được một con chó mất rất nhiều công sức, huấn luyện và huấn luyện viên hết sức kiên trì tỉ mỉ trong quá trình luyện tập. Ban đầu thì chúng tôi sẽ luyện tập các bài cho chó làm quen thao trường, dụng cụ luyện, và xong rồi bắt đầu đưa dần dần đến các cái nguồn hơi khác nhau. Từ tập các cái nguồn hơi khác nhau thì sẽ đưa đến các cái kích thích ngoại cảnh tác động. Những điều kiện thời tiết bất thường như mưa, nắng hay hoàn cảnh đặc biệt như tiếng ồn, khói bụi, địa hình đều ảnh hưởng đến khả năng làm việc của chó phát hiện nguồn hơi. Trong quá trình huấn luyện, các yếu tố này sẽ được tăng dần để đảm bảo chó có thể làm quen với những tình huống phức tạp nhất. Với chuyên ngành chó giám biệt nguồn hơi, ngoài tình yêu nghề và năng lực chuyên môn, đòi hỏi huấn luyện viên phải thực sự kiên nhẫn. Phải mất ít nhất 1 năm cùng với chương trình huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, chó mới có thể tương đối thuần thục kỹ năng. Trên thực tế, chuyên ngành huấn luyện này của nhà trường đã đào tạo được nhiều chó nghiệp vụ xuất sắc, hỗ trợ đắc lực trong việc phá nhiều vụ án về ma túy, trộm cắp tài sản và đặc biệt là cứu hộ cứu nạn.